YouTube quá dữ. Có thể các bạn kiếm tiền giỏi hơn tôi 200-300 triệu một tháng tiền YouTube, nhưng tôi nói các bạn đi vào giống như bà Hằng đi, 1.000 tỷ trong tay mình cũng phải có khóc ra nước mắt. Các bạn đâu có hiểu tâm trạng của người ta, đúng không? Ai nói gì các bạn? Người ta đã bị tạm giam rồi, các bạn lên các bạn chửi mắng người ta, ai nói gì các bạn? Rồi các bạn quay xe, ai làm gì các bạn? Các bạn nói Việt Nam không có pháp luật à? Tôi mong muốn rằng hai người bạn của tôi sẽ không bị gì. Phước phần họ lớn, còn họ bị gì tôi sẽ đi dăm họ. À, tôi sẽ xin rồi giảm nhẹ cho họ, cho biết tôi mới làm cách nào, tại vì họ sai rõ ràng. Tôi đã nói rồi, họ còn rủ rê tôi nữa các bạn. Phải chi tôi vô luôn là được rồi. Tôi đã vô luôn, giờ này tôi nút bạc rồi. Tôi đi vô luôn là giờ này tôi đồng môn siêu huynh đệ với họ rồi, đúng không? Họ nói cái gì tôi nói cái đó, các bạn thấy không? À, tôi nói rồi, xong có khúc người có lúc. Đừng thừa nước đục thả câu. Đừng thừa lúc bà Hằng bị bắt mà lên sỉ nhục người ta, cái đó rất là hèn. Tôi nói thật các bạn á. Phải chi là YouTuber là nữ với nữ thì không sao, mình là đàn ông mình làm gì rất là hèn. Mình làm 100-1000 điều tốt hay chăng nữa không bằng một móng tay của bà Hằng. Tiền đâu phải của mình. Tiền mình lên trên mạng, mình lấy nước miếng của mình để mình kêu gọi để người ta cho mình, để mình làm từ thiện chứ. Chứ những cái người nhận được thì không biết tiền đó của ai. Đó, coi cái người đó như Phật sống. Còn cái người mà cho thì không nên nói lên. Có thấy không? À, cái sự việc bà Hằng làm từ thiện khá 20 năm mà sao không ai nói tới, không ai nhắc tới. Những cái bình oxy tôi cho các bạn xem rồi đó, những bình oxy của Đại Nam cho đó sao không nói đến. Những cái nơi gặp mặn Đại Nam cho cái nhà máy nước lọc đó sao không nói đến. 500 chiếc xe đạp hổng rài đó, hổng rài thì mà Đại Nam cho mới nhất năm 2022 đó, sau khi bà Hằng bị bắt đó, tiếp sức đến trường sao không nói. Ba cái đồ bằng cái móng tay móng chân không bằng cái hỉ mũi của người ta lên trên mạng nổ cà khịa. Cái một cái con pha mổ não mấy trăm triệu người ta còn không nói, nói 20 triệu. Có khán giả nói á, có giỏi những YouTuber đó cho 2 triệu thôi người ta sẽ quỳ lại. Chứ đừng có nói chi mà 20 triệu giống bà Hằng. Tôi nói các bạn, họ chỉ cào bàn phím lên, họ có một cái tổ chức, họ có một cái nhóm. Nó tôi nói các bạn hãy các bạn nói tốt bà Hằng là cái nhóm này nó chửi các bạn. Các bạn nói những gì tốt đẹp cho bà Hằng là cái nhóm này nó sẽ khủng bố các bạn. Coi chừng á, Bộ Công an điều tra ra cái nhóm này có liên quan đến nhóm phản động này, ôi thôi rồi. Có liên quan đến nhóm phản động mà liên quan đến Thiền Am á các bạn. Hôm rồi Nguyễn Tiến Dũng, cái thành phần phản động bên nước ngoài ha, nó đã về Việt Nam và đi thẳng vô Thiền Am luôn. Các bạn biết nó vô Thiền Am làm gì không? Trả tiền cho người Thiền Am. Đúng là người Thiền Am phải cảm ơn tôi. Thanh kêu vé đi mắt tôi. Tôi là cái người lên đầu tiền cho Thiền Am mà các bạn. Mà khán giả Thiền Am lại không thương tôi. Có người bắt ăn ngộ không? Tự nhiên lập ra cái quỹ tên là cái quỹ giải cứu Thiền Am. 30-40 ngàn đô. Cái đinh thình không nói gì cả. Bây giờ Thiền Am bị bắt hết rồi thì cũng phải đưa tiền cho người ta chứ. Mình lập cái quỹ đó ra để cứu người Thiền Am mà Thiền Am ở tù thì phải đưa tiền đó cho người Thiền Am để người ta sống lại lắc qua ngày. Nín thình. Chỉ có mình nên tôi lên tiếng cho họ thôi mà các bạn thấy là họ chửi tôi, họ đuổi xô tôi, các bạn thấy không? Coi như là tôi đã trả cho Thiền Am hết rồi đó. Đây. Các bạn thấy nè. Nè, ở bên nước ngoài nó lập cái quỹ này ra nè. Toàn là thành phần phản động lập quỹ này ra nó được nhiêu tiền nè. Đó, nó lấy nó xài nhiêu tiền tôi không biết. Tôi cũng yêu cầu nó phải trả cho Thiền Am ít nhất cũng phải là 20.000 đến 25.000 đô. Các bạn thấy tôi tâm từ như vậy, họ không cảm ơn tôi bao giờ luôn các bạn. Không bao giờ họ mở miệng lên cảm ơn tôi. Họ lên họ chửi tôi không à. Tôi không hiểu nổi họ suy nghĩ thế nào các bạn. Cái người giúp thật sự Thiền Am là tôi đây nè. Đó, Nguyễn Tiến Dũng nó về làm gì? Đưa cái số tiền này cho Thiền Am. Chứ không đưa cái số tiền này cho Thiền Am, cái người khán giả Thiền Am sẽ kiện tụi nó. Bên Mỹ kiện một cái là vô tù liền, chứ không phải giống như ở Việt Nam đâu các bạn. Ở đó mà sao kê, sao ca, lên ca, hát nhạc, phát tiền tầm bậy giống như em Tiên đó, là coi chừng đó, tôi nói các bạn biết gì đó. Nhưng mà cái chuyện đó đã qua rồi, và tôi đã nói rồi, tôi lòng thương với em Tiên, tôi tha thứ cho em ta. Tôi cũng hiểu rõ cái cảm giác đi làm từ thiện nó mệt lắm, tôi quên. Nhưng mà tại sao lúc đó sao không lên nói chuyện mà bây giờ 3 năm rồi, lại lên nói chuyện này, các bạn biết vấn đề rồi đó. Đó, khán giả của bà Hằng hãy ca khúc khải hoàng từ đây. Tới khi diễn ra phiên tòa, tôi không cần biết phiên tòa diễn ra ngày nào luôn á, tôi không cần. Chúng tôi quá mệt mệt rồi các bạn. Nhưng mà các bạn biết là những cái người mà họ đang sống trong nơm nớp lo sợ, cái sức chịu đựng của họ còn tôi nói các bạn gấp chục lần bà Hằng do khỏe gu. Kệ tôi, tạm giam ngày nào kệ tôi, nhưng mà trước khi tôi ra tòa một số người sẽ bị lụm. À thì đi gần bao nhiêu đó thôi là tôi họ sa sút tinh thần ngay. Nên tôi nói các bạn, bằng chứng là Hằng Ni đó, Hằng Ni chú sĩ đó. Ha, từ từ
Tôi nghe nó phong thanh là có 3 cơ quan, một là Bình Dương, hai là Long An, ba là Thành phố Hồ Chí Minh. Ba cơ quan này không biết là ai ai sẽ là cái người bắt những cái nhóm này. Tại vì cái hoạt động địa bàn, cái hoạt động của địa bàn của nhóm này rất là rộng các bạn, tôi nói sơ sơ với các bạn tự hiểu hiểu thôi. Tại vì đây là vấn đề điều tra bí mật không thể nói các bạn nghe được. Thử xem những lời nói của tôi có đúng hay không sai nha các bạn. Ba cái cơ quan này không biết cơ quan nào sẽ bắt trước và bắt ai. Cho đó các bạn biết là như vậy đó. Những cái người chửi bà Hằng ở trong ba cái tỉnh này nè, chuẩn bị tinh thần nha. Đừng có nói tối nay khui quả đầu tiên là ai các bạn. À, Lan ơi sao em nợ cắt dây chuông em luồn dây điện thoại. Đó, lúc đó nha, lúc đó mà khóc. Cố thủ ở nhà không được gì đâu, tôi đã nói rồi. Chị Đinh Lan nhà ta cố thủ ở nhà không được gì đâu. Đi ra ngoài cuộc sống, ăn cái gì ngon, mặc cái gì đẹp, hít thở không khí tự do đi. Tự do đó rất là quý các bạn. Đó, tự do quý, đi vô trong hít không được đâu. Còn các bạn nghe như vậy, chị cố thủ trong nhà không ai làm gì thì được hả? Chị hay lắm. Bây giờ các bạn thấy là những người bị hại họ có tin tức gì họ không? Toàn bộ do báo không chứ họ đâu có nói gì. Tự nhiên đưa những cái tin toàn bộ là có thiệt gì họ không à. Là do ai đưa những cái tin như vậy? Ai hỏi những tin như vậy? Nhất may mắn cho em Tiên là em Tiên đã trả lời khán giả ngày hôm qua và trả lời báo chí ngày hôm qua. Báo chí cũng có viết vấn đề này là có sơ suất. Chứ còn đợi lên cái phiên tòa người ta hỏi cái câu này một cái lúc đó mà suối. Đúng không các bạn? Trả lời không được. Trả lời không được cái từ bị hại trở thành bị can giống như chị Hằng đi gì đó, sợ luôn à. Vậy thì cái những cái phần mà em Tiên yêu cầu bà Hằng trả ba mấy bốn mấy tỷ đó các bạn, có thể các bạn có thành công không? Tôi đã nói các bạn rồi, họ ảo tưởng sức mạnh không gian mạng. Bây giờ bà Hằng đã giống như bà đã lột rửa được cái tội của bà rồi đó. Thời gian đã xóa nhòa được những cái nỗi đau, những cái sự giận dữ của những cái người mà xem câu chuyện drama bà Hằng. Và thay vào đó là một Nguyễn Phương Hằng rất là mạnh mẽ. Nguyễn Phương Hằng đã đi từ Bắc chí Nam. Nguyễn Phương Hằng đã làm từ thiện rất là nhiều. Nhưng mà tại sao những cái lần từ thiện này người ta không nhắc đến? Người ta chỉ nhắc đến cái lỗi của bà Hằng thôi là sao? Đó, thì bây giờ báo chí lại nhắc cái lỗi của những người bị hại. Bắt đầu nhắc rồi đó. Anh Đàm thì quỷ cắt xô, không có đi Canada được. Thì tôi nghĩ rằng quỷ tiếp tục nữa rồi. Nha. Còn em Tiên thì lên sự dính về scandal của 6 tờ 500 tôi coi như 5 triệu ha. Vậy bữa đó tôi làm video clip hài cái tôi bị kiện luôn các bạn. Tôi clip cài sao chịu nổi. Đó, rồi sao? Trường hợp của Hoài Linh là trường hợp khả quan nhất. Vẫn lạc quan yêu đời đi bắt chim, câu cá bắt chim lên gừng, câu cá bắt chim ok. Đó, còn trường hợp của em Bio thì không biết. Em này tự động video clip đưa lên trên mạng cầu cứu đế quốc Mỹ. Sau đó cái đi đánh bản quyền. Đánh bản quyền tùm lum tùm la hết trơn á. Rồi sau đó tạo cái bí mật á, tạo bí mật đó. Sau đó tắt kênh Facebook bỏ luôn. Không ai biết gì em này. Ai đó khán giả nào đó rần nhà em này thì sẽ mới biết thật thôi. Còn như chúng ta ngồi ở nhà chúng ta biết, chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta biết, chúng ta cũng không quyền nói, chỉ có báo chí biểu quyền nói thôi. Tại vì đó nó dựa vào cái bí mật đời tư của người ta không thể nói được. Đó, rồi sao? Những cái người liên quan với ông đốc tờ đùi lên đường luôn. Cái sự việc ông đốc tờ đùi lên đường luôn là tôi cũng té ngửa. Còn sâu xa hơn nữa là những cái người nguyên thủ cấp cao lên nữa thì thôi, cái vấn đề này thì nó đã thuộc về cái phạm vi chính trị thì tôi không nói tới. Kênh này không bao giờ nói về chính trị và tôn giáo, các bạn thông cảm. Ok, sau 390 người mà có 90 like trời. Nói chuyện hay quá, các khán giả ngủ luôn rồi. Nhớ bấm like và chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi các bạn. Bà Hằng bây giờ tôi nói tới tháng 8, tháng 9 đi ra ngoài tò cũng được, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ quan tâm rằng những cái sự kiện sắp tới nó sẽ diễn ra. Và có ai đó xì bùm giống như trường hợp của chị Hằng Ni và chú Sĩ không? Các bạn có biết chơi xì bùm không à? Các bạn biết chơi xì bùm không? Các bạn biết chơi xì bùm không? Đây là cái tay. Đây là cái đắng tay chỏ vô. Nè, tôi để cái tay bình thường vậy nè, các bạn chỏ vô. Đâu có biết chuyện nào tôi chụp lại. Đúng không? Tôi cho các bạn chỏ vô đã luôn, chỏ 5 ngón, 10 ngón vậy đó, tôi chụp lại một cái bắt chính hết.
Tôi nói các bạn là như vậy, bây giờ tôi nói các bạn rồi. Người bị hại, những cái người bị hại bị đuối đuối rồi đó, anh lại rồi nhé, anh like rồi nhé, cảm ơn anh. Đó, các bạn đi. Bà Hằng đang chơi cái vấn đề chơi xì bùm đó. Và cái hai người bị xì bùm đầu tiên là Hằng Ni chú sĩ. Còn những nhân vật khác á, thì do vô tình hay cố ý, giống như Thái Văn Đường hay Mio Phạm Nga hay là Nhâm Hoàng Khang, cái đặc biệt là Nhâm Hoàng Khang thì tôi không biết à, tôi cứ nghĩ là vô tình hay cố ý thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng lực qua quả đó. Vấn đề chơi xì bùm, tôi đưa tay nè, thọt tay vô đi, rồi chừng nào tôi chụp lại thì hay, không chừng bữa nay có trò chơi xì bùm nữa, tiếp tục nữa không chừng. À, bữa nay coi chừng các bạn nhớ nghe, thức khuya khuya chút, qua 10 giờ đêm chút nha. Tôi nghĩ rằng là trong một tuần nữa thì sẽ có những vấn đề. Tại vì sao? Phải kịp. Chứ nếu như Thiên Tòa Bà Hằng mà diễn ra sớm quá thì làm sao mà hốt hốt chọn cả ổ các bạn. Trường hợp cô Diệp Đậu, tôi nói các bạn rồi, đứng ra bảo vệ bà Hằng và phản biện lên Thiền Nam, các bạn biết là nó như thế nào rồi. Ok, cảm ơn khán giả Sushi Dương. À, các bạn nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ cho mình nha. Đó, thì tôi cho các bạn nghe lý do tại sao phiên tòa của bà Hằng lại không diễn ra được. Lý do rất là đơn giản thôi. Báo chí bảo rằng nó trùng với một phiên tòa khác. Không chừng Lạc Phong bị bắt nha. Đừng có nói, sắp sửa rồi. Tôi nói với tôi nghĩ rằng hốt thêm một mớ YouTuber nữa, sắp sửa rồi, đừng có nói. Sửa đổi bổ sung nghị định 72 năm 2013. Trong dự thảo có nêu quy định mà... Khoan, cái này không phải. À, ok. Cái xét xử phiên tòa chưa được diễn ra vào ngày 1 tháng 6 theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ như sau. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm vào ngày 1 tháng 6 như thông tin được báo trước đó. Trước đó, theo thông tin trên một số tờ báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 5 tháng 6. À, ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền một thông tin tòa sẽ triệu tập 12 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Theo trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một nguồn tin cho biết thông tin này không chính xác. Bây giờ tôi cũng mất niềm tin quá các bạn. Bên cạnh đó, thẩm phán Bùi Đức Nam, thẩm phán được phân công thủ lý giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, đã lên lịch xét xử bị cáo Nguyễn Kiến Hưng về tội buôn lậu vào ngày 1 tháng 6. Theo nội dung vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng phát ngôn nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc không thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật và những bí mật gia đình, đời sống riêng tư của các bà. Đó, thì cái này thì là những cái việc cũ rồi, chúng ta không nói nữa. Ok. Nhưng các YouTuber nào nói về cuộc đời bà Hằng, nói về con bà Hằng, nói về chồng bà Hằng, nói về công ty bà Hằng, nói về quỹ hằng hữu của bà Hằng, thì những người đó như thế nào? Tôi nghĩ rằng những người bị hại bắt đầu đuối rồi đó. Họ không đoán được, họ không có đoán được cơ quan chức năng bây giờ họ làm cái gì rồi. Vì cho nó khỏe. Đặc biệt là những người bị lệnh đã bị triệu tập một lần hoặc hai lần. Cái người nào đã bị triệu tập một lần hai lần đó. Trường hợp có người đã bị một lần rồi đó là các bạn coi chừng ha, là ai các bạn? À, ngày 5 tháng 5 năm 2023 thì tòa án quyết định tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 6 ngày để xử lý. Thì muốn làm nhanh vào ngày 1 tháng 6. Nhưng 1 tháng 6 lại trùng với cái lịch xét xử của cái vụ án khác. Do đó là sẽ dời lại. Có ai đó đòi có ai đó tên là cái trên mạng xã hội tên là Đinh Lan, Lan Đinh gì đó là người bị hại trong vụ án này. Chị này đòi cái giấy triệu tập của tòa thì từ từ. Tòa dời ngày là đủ thời gian rồi đó. Đừng có lên khóc nữa. Ha. Cái chị này tôi nghĩ rằng là chị này chỉ đuối rồi. Hôm trước tôi cũng có quay một số cái video clip về cái sự việc mà chị Đinh Lan này nó xấu bà Hằng. Mà tôi nói thấy xấu bà Hằng y chang như bà Hằng nói xấu người khác thì ôi thôi, chung tội rồi các bạn. Đây đây đây. Tôi phải làm sao? Tôi có ai bên cạnh không? Tôi phải nói như vậy là gì?
Hay khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng. Tôi nghĩ là cái chị này sắp sửa quá các bạn. Có cái niềm. Khán giả bảo rằng như vậy mà đòi bồi thường mấy chục tỷ, các bạn thấy muốn chửi giống như bà Hằng không các bạn? Thật sự mình nghèo không có tiền để mình bồi thường, chứ nếu có tiền mình cũng chửi hơn cô Hằng nữa. À, dạo này thì rất là cảm ơn khán giả đã ghé kênh ủng hộ rất là nhiều. Tôi cũng trước khi tôi kết thúc cái buổi livestream này thì tôi nói các bạn biết là thông tin sắp tới những cái thành phần phản động nó khó khó đất sống rồi, đặc biệt là những người chửi mắng tôi ở trong cái thời gian vừa qua. Tôi đã giăng một cái bẫy, đúng ra tôi rất là nóng tính, tôi giờ rất là dở. Tôi đã giăng một cái bẫy cho cái đám phản động vào cái kênh này để nó chửi. Thì sắp tới cơ quan chức năng sẽ định danh những cái tên này như thế nào, và tôi sẽ cho họ đi vào trong cái kênh tôi để kiểm tra, thử xem những cái người đó là những người nào bày đặt tạo ở kênh YouTube vào đây ủng hộ phản động hả? Bắt hết. Hiện tại bây giờ phạt ít nhất một người cũng 2,5 triệu, mà trong kênh tôi khoảng chừng 1,000 người. Các bạn biết một người phạt 2,5 triệu mà 1,000 người ra nhiêu tiền thu về cho ngân sách nhà nước. Full Game Mobile đã lập một cái công rất là lớn, đã dẫn dụ một cái đám phản động đi vào kênh. Tôi để nguyên đó đó. Họ nói với trời ơi, làm YouTube thế nào mà để người ta chửi quá trời. Ừ, chửi đi, chửi nhiều vào đi các bạn ơi. Những cái bạn mà ủng hộ Trung Quốc Huy, Phi Đồng hay là Thùy Dương đó, chửi nhiều vào, xúc phạm nhiều vào. Tự nhiên công an phường mời anh lên phường làm viện gõ một số vấn đề, nhớ đem 2,5 triệu theo nha, là biết. Chửi nhiều vào đi. Họ ngồi ở nhà, họ cào bàn phím. Các bạn biết là các bác lãnh đạo mới vừa muốn triển khai một cái dự án đường cao tốc nối liền từ Bình Dương đến Cần Thơ. Ai là cái người khởi xướng đó? Có phải các bác lãnh đạo không? Cái thằng xì ke ma tí Trương Quốc Huy nó chửi các bác đó, có phải là chửi cả nước Việt Nam chúng ta không? Có là phá hoại nền kinh tế Việt Nam của chúng ta không? Mà các bạn đi ủng hộ nó. Tôi để nguyên những cái nick đó và thêm những cái người mà tôi nhốt lại nữa. Tôi nhốt lại đâu có chạy được. Những cái nick đó còn nằm ở trong cái nhốt đó. Tôi đưa cái đó cho các anh công an mạng. Tôi nói anh coi định danh những cái người này nè. Cái người này là ủng hộ anh đồng phản động nè. Anh xem thử xem họ như thế nào. Tôi nói các bạn vẫn còn những cái từ ngữ bê hường, bê đỏ, bò xanh gì đó vẫn còn nằm trong cái kênh của tôi đó. Tôi cho sao sắp tới đây khi mà định danh, tức là toàn bộ những người nãy giờ nói chuyện với tôi phải có hồ sơ lý lịch hết, giống như khán giả Trường Giang hay là khán giả Tài Quỳnh hay là anh Hùng Cận hay là khán giả Phan Anh đều phải có tên tuổi và số điện thoại, không an cần alo là phải gặp lúc đó mà khóc, đúng không? Tôi nói các bạn rồi, làm cái người tử tế rất là khó. Như vậy là những cái thằng phản động nó không dám lên mạng nó quậy nữa, quậy là xúc ngay. Các bạn phòng là xây xỉnh xỉnh ra cái chửi người này chửi người kia, ha ha. Có một số người xây xỉnh xỉnh điện 113 nữa các bạn. Tôi nói các bạn nghe, trời ơi, dữ dằn lắm. Cuối video này tôi sẽ cho các bạn nghe cái sự việc mà sẽ phát hiện ra cái người nào là cái người thật, cái người nào là cái người giả, cái người nào là cái người chửi thuê bà Hằng. Hễ chúng ta nói tốt cho bà Hằng họ vô chửi mình thì chúng ta sẽ lòi ra được những cái người đó, tại vì những cái người đó sẽ có mã định danh. Chúng ta chỉ cần yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái nick đó là ai là sẽ biết liền. Tôi nghĩ rằng thời gian sắp tới sẽ gây ai không chuyện thôi các bạn, gai ngô gai khoai thôi. Chúng ta nghe một cái bài tin rất mới. 22 năm 2013, trong dự thảo có nêu quy định mạng xã hội nội địa lẫn xuyên biên giới phải định danh người dùng và cung cấp thông tin định danh cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Dữ liệu cần khai báo cho yêu cầu này gồm tên thật và số điện thoại. Ngoài ra, dự kiến các mạng xã hội hoạt động ở Việt Nam chỉ cho người dùng đã định danh được viết bài đăng, bình luận, sử dụng tính năng phát trực tiếp video, tức livestream. Các tài khoản chưa định danh chỉ được xem nội dung đơn thuần. Việc định danh người dùng... Sắp tới các bạn sẽ biết tôi là ai, tên gì, bắt buộc tôi phải chịu thôi. Không thể nào để Full Game Mobile nữa. Mà Full Game Mobile do ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn Bo, Full Game Mobile do ông Nguyễn Văn Bo là người quản lý và chịu trách nhiệm sản xuất. Sắp tới các bạn sẽ thấy cái thông tin đó và cái tên cái YouTube này sẽ được tích xanh vào để biết rằng người thật việc thật. Các bạn nhớ ủng hộ mình đi, mình sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
cái gì biết thì nói biết thì thôi. Những cái người chửi thuê chửi mướn cho Thiền Am còn khóc nữa, có một số youtuber dám chửi công an luôn. Tôi nói các bạn nghe trường hợp Trần Thị Hồng Thanh đó, dụ cái cô Diệp Đậu, cái người số báo danh 19 trong câu chuyện bà Hằng đó, đi ra ngoài Hà Nội để mà nộp đơn tố giác công an. Bây giờ công an mời lên, tôi chế ra vai trò đồng phạm. Cái cô này ăn hết nổ luôn các bạn, uống nước hết nổ luôn, đi hết nổ luôn. Ở nhà gáy dữ lắm ha. Ở nhà bà Trần Thị Hồng Thanh này gáy dữ lắm, công an mà mời lên một cái tôi nó không xỉu lên xỉu xuống tôi mới sợ. Và những người như thế đó đó, lúc nào họ cũng đem quần áo theo chứ. Lỡ mai có tè trong quần thì có đồ mà thay. Tôi các bạn nghe là như vậy, ở nhà miệng hùm căng sứa. Họ tưởng rằng họ ở nhà rồi họ cố thủ không ai làm được gì họ. À, chắc là mơ quá. Ở nhà muốn chửi ai nói Thái Văn Đường ở bên Thái Lan á, biết không? Mà còn phải tự đi về Việt Nam để nạp mạng. Các bạn thấy như thế nào? Nếu thành phần những cái người sai trái thì tự khắc nó phải bị đối xử như vậy thôi các bạn. Phải tiêu diệt như vậy thôi các bạn. Ok. Chúng ta không cần phải buồn nữa các bạn, buồn nữa rồi. Một lần nữa tôi phải buồn nữa rồi các bạn. Buồn là chúng ta lại không có biết ngày xảy ra cái phiên tòa của bà Hằng như thế nào. Và một số người còn buồn hơn chúng ta, đó là họ sẽ mất ăn, mất ngủ. Họ sẽ trong cái cảm giác đuối ơi là đuối. Vì có nhiều cái vấn đề trong cái giai đoạn này nó phải là bất ngờ đã xảy ra rồi các bạn. Bất ngờ đã xảy ra rồi. À, người thì bị bệnh, người thì đính chính sai lầm rồi, người thì tắt YouTube, người thì tắt Facebook. Ôi trời, tùm lum tùm la hết các bạn. Người thì quỷ show diễn rồi, ôi tùm lum hết trơn. Người thì đòi là người bị hại, không phải là người với quyền nghĩa vụ liên quan ha. Người thì đòi ngàn tỷ này kia đồ, họ hay lắm. Họ hay lắm các bạn, đứng trước phiên tòa đòi gì mới hay á. Chứ bây giờ lên trên mạng nói không hay đâu. Và tôi nói cứ lộn xộn như vậy hoài thì những người bị hại họ rất là sợ. Họ sợ sẽ đi theo Hằng Ni một ngày nào đó. Đặc biệt là những người đã bị mời, hay là mọi người bị triệu tập, hay là những người đã bị tố cáo, bị bà Hằng tố cáo. À, chỉ cần họ mời họ lên cái là họ xỉu tại chỗ thôi chứ không có cách nào khác. Tại vì sao? 100% họ đã bị sai phạm giống y chang bà Hằng. Bà Hằng chửi họ sao họ chửi y chang bà Hằng lại như vậy. Nhưng bà Hằng ngồi ở tù, bà không bị, mấy những người này không bị thì làm sao công bằng được. Đúng chưa? À, và tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã đến với buổi livestream này. Nếu khán giả không xem được trực tiếp, khán giả có thể là xem gián tiếp vào ngày mai. Tôi sẽ phát lại vào ngày mai vào lúc 6 giờ và 6 giờ 30 sáng ngày mai. Các bạn nhớ vào kênh ủng hộ mình nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tổng trọng tất cả mọi người đến buổi livestream này. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về những cái tin tức để phục vụ cho các bạn. Các bạn nhớ bấm like, subscribe ủng hộ mình các bạn nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tổng trọng. Bye bye.